ngày 8 tháng 1, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục phối hợp các sở ngành thành phố Biên Hòa và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Powergen Việt Nam, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa giải quyết việc hàng ngàn công nhân ngừng việc tập thể. Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1, hàng ngàn công nhân của công ty Powergen ngừng làm việc tập thể để yêu cầu giữ nguyên mức thưởng Tết như năm 2021. Nhiều công nhân sau đó tràn ra quốc lộ 1K ngay trước cổng công ty gây mất trật tự an toàn giao thông. Theo một số công nhân, trước đó công ty ra thông báo tiền thưởng Tết năm 2022 cho người lao động giảm so với năm trước. Cụ thể, đối với người lao động làm việc đủ 1 năm trở lên, tùy theo thâm niên làm việc, mức thưởng Tết năm nay dao động từ 1 tháng lương đến 1,54 tháng lương. Trong khi đó, mức thưởng Tết cao nhất năm 2021 bằng 1,9 tháng lương và trước đó nữa là 2,2 tháng lương. Vì vậy, hàng trăm công nhân đã ngừng việc tập thể, kéo theo toàn bộ hơn 16.000 công nhân trong công ty phải nghỉ việc theo. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên, lực lượng chức năng đang thương lượng với ban giám đốc công ty Powergen giải quyết những kiến nghị của công nhân. Song ông Nguyên cho rằng người lao động cũng cần chia sẻ với khó khăn của công ty bởi dịch giả hoành hành suốt nhiều tháng khiến công ty phải tạm ngừng thời gian dài.